コミキマ。Hey ra, chào mừng các bạn đã đến với kênh Game Revive. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi game Non-Stop Night. Chu choa, cuối cùng cũng tới đây rồi, để tôi đi ngó nghiêng coi sao. Úi chà, toàn xương là xương, hãy cho mấy cái đầu lâu đi động này nếm đòn bằng chiêu thức mới nào, được chứ? À há, hãy cùng thông ép cái lão đầu to óc chó này, để thêm khí thế chiến đấu nào. Chiến thắng, chiến đấu cừ lắm. Này, tôi tự hỏi chúng ta có thể đi được bao xa trong cái ngục tối này nhỉ? Các bạn thấy đấy, game có đồ họa 3D GB dễ thương. Về việc chơi game các bạn chả cần làm gì nhiều, chủ yếu là xem nhân vật đánh vào bồi thêm một số chiêu thức để diệt quái nhanh gọn. Khi đi ỉa các bạn vẫn có thể chiến game bình thường. Chiêu thức thì có chiêu 1 quay tay đại pháp, chiêu 2 lên đỉnh rồi xuống, chiêu 3 là phân thân. Nếu có thêm một con boss thì sẽ là 30 sam. Các bạn như đi dần xuống các tầng địa ngục mà ở đây thì không biết bao nhiêu là tầng. Đồ đạc sẽ được khi đánh boss rơi dương và mở dương. Khi các bạn thoát game, hiệp sĩ của chúng ta vẫn tự sướng nhưng sẽ không tự đánh boss. Chút nữa mình sẽ thoát game cho các bạn xem. Thậm chí tắt máy rồi bật lại vẫn có tiền để chơi gái, à nhầm, có vàng để hưởng. Nói ít vậy thôi, các bạn tự trải nghiệm nhé. Link download mình để ở dưới description. Cảm ơn các bạn đã xem video.
So hold our heads up high and beat the drum to what we love. Risk the fall, oh, we have felt it all come crashing down from far above. Stars are rising, countless worlds colliding, only one will take it all. Can we bring to fall the giants? Can we make the final call? We are